Đây, em xin chào toàn thể tất cả quý anh chị, bác đã qua trợ video trên kênh Nhịp Sống Vùng Cao của em nhé. Thì là như bây giờ thì bây giờ em đang ở trên em đang ở bên đường Thượng, bên đường Thượng đất của Yên Minh. Đó, thì là bây giờ cũng giáp Tết rồi. Đấy, thì là sáng nay anh cậu cũng có gọi điện cho mình ấy, thì là hôm nay em sẽ đi cho các bác trải nghiệm nghiệm cái chuyến bọn em đi vào bên nhà cậu. Đó, thì là bên nhà cậu hôm nay vẫn là chưa phải 30 Tết rồi các bác ạ. Tết này là Tết trên này, khả năng là Tết này là Tết âm các bạn, à Tết dương. Đấy, Tết dương lịch ở trên vùng cao này. Đó, thì là hôm nay muốn chia sẻ cho tất cả các bác xem về cái chuyến bọn em đi vào bên nhà cậu hôm nay, cái cậu thịt lợn. Đấy, hôm nay cậu thịt lợn cho nên là sẽ mời hai vợ chồng mình đi, vợ của em đi trước sang bên kia rồi. Đấy, thì là bây giờ em mời tất cả các bác cùng em theo dõi cái chuyến của hai vợ chồng mình đi xem như thế nào các bác nhá. Thôi, em xin mời tất cả các bác. Đây các bác ạ, bên dưới kia là đất đường Thượng đây các bác nhá. Đây, ở cái chỗ đường ngoằn nghèo đó này. Đấy, bọn em sẽ đi qua cái chỗ đường ngoằn nghèo để đi vào tiếp bên trong kia. Ồ, thế là bên nhà cậu em sẽ ở tiếp bên dưới kia. Ở trên này mùa này rất là lạnh các bác ạ. Trên này hôm nay khả năng là xuống dưới 4 độ hay mấy độ đấy, 3 độ, 4 độ. Đấy, thế là trong này dân nó cũng rất là chăm chỉ đây. Đấy các bác này. Đấy, mùa này dân nó chăm chỉ, rất chăm chỉ đi lấy củi này. Đó. Để tận dụng vào cái lúc mùa đông này, trong cái dịp Tết. Đó. Đời sẽ cho tất cả bác ngắm xem tất cả bác các chị à. Đó. Rất là là hả? À, giống như là Leon nè chứ mà. Ừ, đúng rồi. Nè, 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 tí bớt lợ. Ờ. Đây mùa rất là lạnh như này, các cô bác đã rất là chịu khó. Đây những vác rất là to này. Đấy, mình rất là may hôm nay mình đi sang nhà cậu đã gặp được các chị lấy củi này, rất là lạnh, tuy rất là lạnh nhưng mà các chị rất chịu khó. Cho mới cho tả nhóm này nhỏ. Ô, để tả nó hạ cu bên đó à. Bây giờ sao nó tôi chỉ cu nên nhận nó à. Tả nhóm với tao má. Nhận đó nó chỉ xuống mất tài phát tông này lại cho ta nóng thôi này. Lại. Đây lại lạnh quá, để vợ đợi vợ em chuẩn sang bên này đợi. Bà xá vội đi xuống nhà mẹ ngoại quá. Đây rất là lạnh, như con bò ăn cỏ trên này này. Lý mà tao 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 nói nhiên. Đây các bác, bây giờ hai vợ chồng sẽ tiến hành đi xe đi thôi. Đó, thế thế tạm biệt cũng
các bạn, như vậy là bọn em về lúc thì là bọn em đã đến xã Đơn Thượng rồi các bạn nhá, cũng sắp đến nơi đây. Đời lạnh quá sẽ vào trong nhà chút đã. Đây mấy chú em đang xem phim. Đấy, Tết đến nơi rồi phải chuẩn bị thế này cho ngon nhé, đúng không? Cái không gian nhà nó đã đẹp rồi. Đấy, trang trí những cái nhấp nháy nhấp nháy. Mày là bao nhiêu Tết rồi đó. Đây mình sẽ cho các bác vào trong nhà bếp. Ui, nó nằm hồi nhớ nó nằm nà. Đây các bác, này đây là cái bếp. Đây nó hơi tối tí. Bật ra thật. Đây nè. Ở đây đun nước để làm lợn này. Đây rất lạnh thôi. Thích lửa thôi. Rồi bây giờ mình sẽ nghỉ một lúc, là mình sẽ, đây em sẽ nghỉ sưởi lửa một tí để sẽ đi giúp cậu làm. Do lạnh quá. Hai vợ chồng về xa về nghỉ một lúc đã, lạnh quá. Đây hai anh em sưởi áo tí. Đây bây giờ em đã đi đến nhà rồi nhưng mà vẫn còn chưa được gỡ mũ ra này. Đây này ở chả nhớ không gì chỉnh cung cả. Tỏ kéo cho cái tuyệt cố kẻ là nổ này. Có gì tức tức tua, rồi lấy cái gì tua. Rồi lấy cho nó nhé tua, cho nó bảo tua. Tớ là có vậy. Nó hay nhìn xong mày tạo rồi. Lấy tổ. Lấy tổ. Lấy vô tổ vô. Cái xe vô. Nó có rồi, có tổ. Lên đi. Lên đó mà. Ê dù cho con đi dạo đi. Cho con đi. Con đi dạo đi. Bán đi đi, bán đi thôi. Nó sẽ tập lô. Đây trời lạnh quá đây, mình sẽ xem các cậu làm thôi. Do trời lạnh quá này phải dùng khá là nhiều nước sôi nó mới làm xong một con. Tối mất trả chậu kia đã hả? Mất trả chậu kia không? Ít quá. Để Tết lại chơi to, chơi hẳn một con 100 cân luôn. Oh.
ơi, nhưng mà tranh hú á. Đây lợn này là lợn trên vùng cao này này các bác này. Đấy, lợn đen không? Trên này khoan lợn trắng. Hay là vẫn ăn lợn trắng. Đây lạnh quá này. Trên này bây giờ lợn chín cống đấy. Không phải là lợn đỏ thành đâu. Trên này lợn chín cống á. Lợn chín cống là lợn không ăn tăng trọng đúng không? Thôi lạnh quá thì khả năng là bây giờ em sẽ giúp cậu làm tí. Không thì là cả buổi sẽ không xong con lợn này. ที่หอจึงเราตาชูชิดตัวชิดตัวสั่นชูชิดตัวนะครับแต่ไอ้ตัวช่วยเหลือให้เป็นเราด้วยสั่นชูชิดตัวนะครับเพื่อก็ที่บ้านเราพกกับ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 
ไม่ใช่น้อยสมบัติเลยมาเลยมาเช็ดตัวเช็ดหมดสารมีช็อตเช็ดหมดเพราะว่าสุดก็เลยเย็บเพราะว่าก็ต้องดูดพิษติดอะไรก็เห็นในก็เห็นที่ก็เห็นทุกก็เห็นที่ก็เห็นทุกก็เห็นที่ก็เห็นในเจ้าข้าวของข้าวของจงกูเจ็บก่อนก็สู้หรอกกูเป็นเจ้าไม่แย่ก่อนเจ้าเป็นเจ้าสุดทุกบ้านมันก่อนสุดทุกเทนี่เต็มก่อนแล้วลูกกูเนี่ยย้อมหลังล็อกอีกหมดต้องกูเนี่ยเข้ามาล็อกอีกหมดต้องแล้วเนาะย้อมทุกหลังล้านยี่ก่อนต้องล็อกด้วยนะ ยอดเลยนี่เช็ดเดียวมันสิเนี่ยได้หมดเลยล้มเพียงใจเดียวอืมเดี๋ยวอืมยอดเลยใช่ก็เอาละเดี๋ยวมาไม่ใส่อ่ะ
thích không? Đúng rồi, thích quá. Ở trẻ hấp. Ở trẻ hấp bạn có con có vậy. Đây các bạn, đây là cái tục lệ của người Mông ở chỗ em và cũng như là ở bên chỗ nhà cậu. Đó thì là mỗi nơi nó một khác, vì là bọn em thì như ở chỗ em thì là mình chỉ cúng gà thôi. Đấy, mình chỉ một năm thì mình có lợn để mình cũng có cho lợn, nhưng mà mình không có lợn thì mình cũng cho con gà. Đấy, gọi là thay đổi quần áo để cho các cụ. Đó. Đấy là cái tục này ở chỗ em thì em vẫn chưa nhìn thấy lần nào đâu. Đấy, bên này gọi là em cũng là đầu tiên, cũng nhìn thấy lần đầu tiên, vừa gặp đầu tiên. Đó. Em cũng có cái chia sẻ cho tất cả các bác cùng xem. Đó. Có cái đầu lợn này. Đây, cái này không biết là cái gì. Cái này tất cả các ông làm cúng ở trên này đều dùng cái này đó. Và đây là có cái tí gan nữa này. Đấy. Có tí gan là cái đầu lợn nữa. Và nén hương nữa. Đó. Hello là. Ướp muối các bạn ạ. Ướp muối xong mà cho vào và để ủ vài hôm xong là mình lấy ra treo. Đó. Thế là trở thành cái món thịt gấp bếp. Thì nó mò cái con tao ớt lọ. Đây, tổng mấy con lợn vừa đấy là thịt là chỉ được đống này với một ít ở bên trong cái thùng to này nữa.
tôi nói là phía chỗ tòa plot chỗ kim thì chẳng ai đâu. Ít sao cho nó ít sao nó sẽ mới chia nhỏ à. Ít sao chia nó mới chia sao. Đây là cái cách người dân ở trên vùng cao này ướp ướp muối. Đó. Thịt ướp muối xong rồi để gác bếp để nó đen xì nè, ăn trực chất luôn. Nhưng mà khả năng này Tết này thì nó còn rất là ít thôi. Vì ăn xong một cái một cái năm Tết thì nó cũng hết, gọi là cũng gần hết cái thịt kia rồi. Cũng còn rất là ít để mình treo. À. Chắc nữa là cái lòng này cũng cho vào làm luôn, ướp luôn, ướp muôn muối luôn. Lúc lan thì mua, lúc lan thì mua quá bên hôn nhà thịt cầu hồi rồi. Rồi này nó nhủ đau nữa hạn, đau nữa hai chị à, làn chế này, phải ướp muối này để được lâu hơn các bạn ạ. Ở trên này rất là lạnh cho nên em quay video còn nên tay rất là run rồi. Đây bây giờ em sẽ cho ướp muối cái này xong nữa là em sẽ kết thúc cái video này các bạn. Vì hôm nay chưa là 30 đâu, hôm nay đang là 29 rồi. 30 chưa phải là Tết. Anh chỉ muốn cho cái 6 nữa mà. Mai mới là Tết đấy bác ạ. Để mai hoặc ngày kia gì đó thì em sẽ lại chia sẻ lại cho các bác những cái video mà anh em ở trên này ăn Tết và chơi Tết đi thế nào luôn các bác nhé. Thì các bác nhớ theo dõi video của em. Nhưng làm sao thì cho trẻ muộn đê mà. Đấy video này thì video thì em chỉ chia sẻ video tới đây thôi các bạn nhá. Các bạn nhớ theo dõi video của em thì nhớ chia sẻ và đăng ký ủng hộ em. Úp luôn cái này nữa là xong. Đấy còn cái lòng thì thôi cứ kệ nó đấy vậy. Nó non do lìa thì sẽ rúa đúng không này nhá. Nè, tao này dài. Cho nó láo không là? Ừ. Là hết. Là hết để cho nó thơ nho đấy. Đó, thơ nho như thế thì mình làm cho nó không thơ nho đấy. Hả? Để cho nữ. Có lúc bỏ tranh à? Có trả chiếu à? Có lúc bỏ tranh ồ. Ở lâu rồi. Mà chị ra không? Chị ra không nào? Ôi,